Dạ, Hiếu Phan Vlog xin mến chào tất cả quý khán giả. Chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh của Hiếu Phan Vlog trong ngày 22 tháng 7. Thì nội dung trong video này chúng ta cùng chăm sóc đối với những ông sàm tăng thợ tu thích cúng dường. Nhân vật chính không ai khác chính là ông Thích Chân Quang. Hôm nay thì có một vị khán giả cũng cho Hiếu biết ông Thích Chân Quang cũng có một cái pháp danh mới, đó là Thích Chân Vịt. Thưa quý vị, ông này rất là nhiều cái pháp danh ở đây. Thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị trên kênh của Hiếu. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Thông tin hôm nay rất là hay, rất là thú vị, có liên quan đến cái bằng tiến sĩ của ông Thích Chân Quang. Từ đâu mà có phải là vì tiền hay không? Chứ ông này là rất là nhiều tiền. Theo kết quả điều tra của cư dân mạng và những người trong cuộc làm chứng thì ông này có hàng trăm tỷ, thưa quý vị khán giả, với gia tài đồ sộ, đồng hồ xịn, rồi xe xịn, xe sang vân vân các kiểu hết, thưa quý vị khán giả. Và bên cạnh đó thì làm cho dư luận rất là bức xúc về hiện tượng của những ông thầy tu này đi tu mà còn tham gia vào cái lĩnh vực khoa học trị bệnh này trị bệnh nọ. Thì mấy ngày vừa qua thì chúng ta cũng nghe ông Thích Nhật Từ, ông cũng nói rằng Đức Phật nhập Niết Bàn là do Đức Phật bị bệnh ung thư cuốn bao tử, thưa quý vị khán giả. Thì làm cho dư luận rất là bức xúc và ném gạch đá ông này rất là dữ dội. Và nhân vật hôm nay thì chúng ta chỉ nói về ông Thích Chân Quang. Ông Thích Chân Quang thì quý vị khán giả cũng biết rồi, ông cũng tham gia vào lĩnh vực khoa học về vấn đề mà bệnh tình của mọi người hiện tại mắc phải, chẳng hạn như là bệnh HIV, bệnh COVID. HIV, COVID thì ông cho rằng là uống địa long dung đất thì sẽ trị khỏi, thưa quý vị khán giả. Thì một chút xíu nữa bác sĩ sẽ nói rõ về vấn đề này, chẳng khác nào là giáo huấn dạy cho ông Thích Chân Vịt này, ông Thích Cúng Dường này một bài học khá là hay luôn. Rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe. Bên cạnh đó thì ông Thích Chân Quang, ông Thích Chân Vịt này, ổng còn nói ăn đậu phộng sẽ trị luôn cái bệnh vacation. Vacation là cái bệnh mà nó rung đó, thưa quý vị. Cái bệnh này thế giới cũng đang nghiên cứu để mà chữa cái bệnh này, nhưng mà ông Quang thì ổng đã có cái bài thuốc rồi, đó là ăn đậu phộng sẽ trị được cái bệnh này. Bên cạnh đó thì ổng cũng cho rằng mà trẻ ít nói chậm nói đó, không có nói chuyện với con người. À, có nghĩa là bé nhút nhát như thế nào đó. Nhưng mà đối với ông Quang thì ông cho rằng đó là cái hiện tượng mà bé không muốn nói chuyện với con người, mà bé nói chuyện với ma rất là giỏi ở đây, thưa quý vị khán giả. Thì thật sự hết biết nói nổi đối với ông Thích Chân Quang này luôn. Thì nói có sách mách có chứng. Trước tiên thì cho quý vị khán giả nghe hàng loạt những cái cách mà để chữa bệnh, những cái bệnh mà nguy hiểm, hiểm nghèo không à. Nhưng mà đối với ông Quang thì ông chỉ những cái bài thuốc chữa rất là hay, rất là giỏi và cũng rất là nhanh ở đây. Khoa học chắc cũng bó tay với ông Quang này, thưa quý vị. Đó, nếu mà giáo hội Phật giáo mà để ông này cứ tiếp tục lên thuyết giảng sau khi mà ông thực hiện, coi như là chấp hành cái kỷ luật xong á, mà ông trở lại ông thuyết giảng nữa thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái vấn đề là khoa học của nước nhà về vấn đề mà chữa bệnh như thế này thế nọ, rất là khoản khoa học ở đây, thì làm ảnh hưởng rất là nặng nề đó, và làm cho bạn bè thế giới chắc nhìn vào Việt Nam những gì mà ông này nói chắc cười chết, thưa vị đó. Thì cho vị khán giả nghe hàng loạt ông nói, rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho bác sĩ về cái vấn đề mà ông Quang nói như vậy có đúng hay không, thì cũng rất mong là bác sĩ giải thích như thế nào để cho chúng ta hiểu hơn nhé. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đến với cái vấn đề là ông này đã dùng tiền, bao nhiêu tiền để mà đúc lót biếu cho cái ông hiệu trưởng trường để mà có cái bằng tiến sĩ, thì thật sự hết biết nói nổi, thưa vị khán giả. Mời vị khán giả nghe ông Quang chia sẻ trước nhé. Quý vị cũng để lại bình luận, ném gạch đá gì đó để cho ông này xây chùa cao hơn nữa, thưa vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à. Mời vị khán giả cùng nghe ông Quang chia sẻ sau đây. Coi vậy chứ, trong trời đất cũng có một loại dược liệu chữa được hết. Là con địa long, con trùng. Nếu mà đã bị sốt siêu vi thì chỉ uống địa long một ngày hết. Nếu mà bị siêu vi B mình uống nửa năm hết. Mà nếu là bị HIV thì uống 1 năm, 2 năm hết. Thì nó thật á. Không tin về uống thử.
có cái bệnh mà thế giới bỏ không biết bao nhiêu tỷ tiền để mà chữa hoài không hết, là bệnh Parkinson, nó rung tay của người già. Nhớ mà, cái người già là ta có bị rung đó này, rung không điều khiển được, liệt rung đó, bệnh Parkinson. Thì ta biết ngay cái rung tay, nhưng mà sự thật bệnh nằm đâu? Nằm trên não, não nó có phát tín hiệu ra. Tại sao mà lúc trẻ mình không bị mà lúc già mình mới bị? Bởi vì lúc trẻ cái trên não mình nó tự tiết ra được cái chất dopamine. Cái chất dopamine này nó khống chế cái thần kinh mà bừa bãi, thành thử mình không muốn rung thì không rung. Nhưng mà người già cái não nó không tiết ra đủ cái chất dopamine nữa, nó không chặn cái tín hiệu nữa, thế là tín hiệu từ trên não nó cứ phát vừa xuống tay và tay cứ rung, mình không biết đường mình kềm, lấy tay này chụp tay kia vậy, cái buông đã rung rung lại, đi bệnh viện này đi kia cho tiền bệnh viện thôi, chứ bệnh không bệnh viện nào chữa được. Mà đem vô thì họ chỉ nghiên cứu để thí nghiệm thôi, không có phương pháp quan sát scan não rồi biết như vậy mà không đụng vô được, đụng vô chết liền, tại nó là não mà. Vậy mà cái người Việt Nam mình chữa 30 giây hết ngay, muốn nghe phải trả tiền bản quyền. Là cứ việc lấy lạc á, là đậu phộng á, miền Nam gọi đậu phộng, người Bắc là lạc, luộc ăn, ăn thay cơm, một tháng hết liền. Vậy mà nước ngoài chữa ra, bởi vì từ đây về sau mà ai hôm nay mà nghe cái bí quyết này rồi, nhớ giữ bí mật, đừng cho ai biết nha. Hôm nay nghe rồi giữ bí mật, nếu sau này thấy ai rung á, cái mình hét giá lên, mình nói ở ngoài nó lấy 1 tỷ đô, thôi tôi lấy anh vài triệu thôi, mua đậu phộng về Bắc ăn riết 1 tháng hết, vậy đó, vậy đó. Nên hôm nay thì vừa nói một cái bí quyết y học lớn của thế giới đó. Đứa bé mà 27 tháng chưa nói được mà cứ thường cười ngặt mình, chơi một mình, nói xì xầm một mình là rõ ràng tự kỷ rồi, chơi với ma rồi. Cái này thầy giảng rồi phải không ạ? Thầy giảng là bé nó không nói chuyện với con người nữa vì nó nói chuyện với ma, cho nên cái vùng não ngôn ngữ con người nó đóng luôn và nó không nói được nữa. Nhưng mà nói với ma nói rất giỏi. Thì bây giờ chữa làm sao? Đừng để nó lớn quá. Thì thầy có nói rằng là cứ nói chuyện với nó, nói bằng đạo. Đó, quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả cũng vừa nghe ông Quang nói về cái bệnh HIV, bệnh COVID mà uống dung đất thì sẽ khỏi. Rồi nào là ăn đậu phộng sẽ trị bệnh Parkinson. Trẻ mà không tiếp xúc với người nhưng mà tiếp xúc với ma rất là giỏi. Thì vị khán giả thấy ông này như thế nào? Đó, rất mong là vị khán giả để lại bình luận góp ý và nhận xét. Chứ Hiếu thì bó tay với ông này rồi. Thì qua những gì mà ông Quang chia sẻ như vậy đó, thì bác sĩ thấy như thế nào? Những gì mà ông chia sẻ có đúng hay không? Thì cũng rất mong là bác sĩ cho ra cái nhận xét và ý kiến của mình để cho mọi người trên kênh của Hiếu hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ thời gian ra nghe và theo dõi. Mời quý vị khán giả cùng đến với phần chia sẻ của bác sĩ sau đây nhé. Thì Long, nhân gian chúng ta còn gọi là dung đất đó quý vị. Tên Latin là Lumbricus. Đã được nhiều nền văn minh trên thế giới sử dụng hàng ngàn năm nay để điều trị cơn động kinh, sốt cao, co giật, ngăn ngừa thiếu máu sau khi mang thai và sau khi sinh, giảm đau, các cái khớp. Khoa học phương Tây người ta đã công nhận dung đất nó có công dụng á, làm thuốc hạ huyết áp này, hạ sốt, giảm đau, giảm co thắt cơ, điều trị thiếu máu sau khi mang thai và điều trị huyết khối. Theo quan niệm phương Đông và y học Trung Hoa đó quý vị, thì địa long cũng có công dụng là trị hạ sốt, nhất là sốt cao, co giật, đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, sốt ở trẻ em sơ sinh hoặc người lớn, khó thở, khò khè, hen suyễn, sưng đau khớp gối, liệt người do tuần hoàn kém, tiểu nóng, đau gắt, thậm chí là phù luôn quý vị, hoặc là tiểu không được do cái bằng quang, rồi là có công dụng là hạ huyết áp. Ngày xưa những người đi vào rừng sâu đào vàng, khai thác gỗ, săn bắn, tìm trầm, thậm chí là các chú bộ đội đó quý vị, thường đem theo cái bột địa long để phòng thân, hạ sốt khẩn cấp. Khi mà ở rừng núi thì dễ bị sốt rét và sốt xuất huyết. Từ Tây sang Tàu và cả cái nền y học Việt Nam, không có ai nói trị viêm gan BC và đặc biệt là HIV. Ông này có lẽ là hiềm khích thù oán với con dung đất, hoặc là kiếp trước bị loài này tấn công, kiếp này tuyên truyền để truy cùng tận diệt chúng. Này là tôi học từ thầy về nhân quả và nghiệp báo mà thầy thường hay lên dạy dỗ chúng sinh đó nha. Chưa hết đâu quý vị, cái đợt Covid vừa qua, ông thầy này ông còn tuyên truyền cho các đệ tử ăn dung đất phòng ngừa và điều trị Covid nữa. Thiệt là u mê, thiệt là vô minh. Những cái bài giảng của thầy á, không có cơ sở khoa học, không có chứng cứ, mang tính băng hoại nền y học Việt Nam.
Nếu những cái bệnh nhân nào nghe lời thầy á, bỏ điều trị viêm gan B, C và đặc biệt là không uống thuốc kháng virus HIV thì là sẽ thảm họa cho sức khỏe họ. Về mặt đạo đức xã hội á, thầy nói vậy á, đồng bộ và cao bằng tất cả những người đều không có kiến thức, không có trình độ. Đây chính là sự thể hiện sự xem thường công chúng, xem thường nền y học nước nhà và thế giới. Tôi nghĩ đó, đã đến lúc các đệ tử, các môn đồ pháp quyến của thầy á, thay vì mỗi ngày lên mạng công kích người nào góp ý cho thầy, chửi rủa, hù dọa ai đụng đến thầy, hãy dành thời gian đó đi, dành thời gian đó đưa thầy đi khám cái chuyên khoa, xem có vấn đề gì về cái nhận thức không, xem có bệnh lý gì không. Đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi đó quý vị. Xin đừng vỗ tay hay cổ suý cho những cái bài giảng như vậy nữa. Quý vị đang làm cho thầy lầm tưởng mình là giỏi nhất cái hành tinh này. Mình đang là đại diện cho chân lý, là sứ giả của Như Lai xuống trần gian độ chúng sinh. Quý vị á, đang hại thầy mà quý vị không biết đó. Quý vị thấy đó, bây giờ các thầy á, thầy nào cũng muốn làm bác sĩ. Mà không phải bác sĩ thường đâu quý vị. Bác sĩ điều trị những cái bệnh mà trên thế giới không điều trị được thì thầy điều trị được. À, các thầy lụm lặt đâu đó những cái mẫu tin tức không có kiểm chứng, không có xác thực từ giới khoa học, không có nghiên cứu lâm sàng, rồi đem ra những cái điều này giảng dạy cho bệnh nhân thì hết sức là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn là Phật tử khi nghe lời thầy mặc định lời thầy đúng, cho nên là điều trị mà không cần suy nghĩ. Đã vậy lúc nào thầy cũng nghĩ mình phát minh ra những cái điều vĩ đại, mấy nhà khoa học, các bác sĩ thầy chấp hết. Thầy nào cũng bài kích các nhà khoa học, bài kích phương Tây, Đức Phật đã dạy rồi quý vị. Khi chúng ta nghe bất cứ điều gì, hãy phân tích điều đó đúng hoặc sai. Đừng quan tâm tới lời đó là do ai nói. Khi chúng ta mà quan tâm tới cái lời mà quý vị thần tượng quá, thì quý vị luôn luôn mặc định là đúng, cho nên dẫn tới sai lầm. Ăn đậu phụng mà trị lành thì cái bệnh này nó sẽ biến mất rồi, đâu còn nữa đâu mà chữa. Thầy cứ nghĩ người phương Tây ta không biết. Xin thưa, họ đã nghiên cứu phân tích các thành phần của đậu phụng cách đây hơn 500 năm rồi ạ. Trong đậu phụng có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho não bộ. Ngoài ra trong đậu phụng còn chứa các axit amin, tryptophan sẽ chuyển hóa thành serotonin. Chính serotonin sẽ là yếu tố ngăn ngừa chứng trầm cảm và tính thất thường của người bị bệnh Parkinson. Sau đây là 5 cách tăng lượng dopamine cho người bệnh Parkinson: bớt rung và tăng ham muốn, tăng chất lượng cuộc vui cho người khỏe mạnh theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ. Thứ nhất là ăn đậu nhung hay còn gọi là đậu mèo. Đậu mèo rừng có chứa hàm lượng L-dopamine, tiền chất của dopamine. Các nghiên cứu cho thấy đậu mèo rừng có thể giúp tăng cường học môn dopamine một cách tự nhiên, đặc biệt là những người mắc bệnh Parkinson. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc bổ sung đậu mèo trong cái chế độ ăn mỗi ngày sẽ hiệu quả tương đương thuốc điều trị Parkinson mà bác sĩ hay kê cho bệnh nhân ở trong đơn thuốc đó quý vị. Tuy nhiên đậu này ăn nhiều cũng có những cái độc chất nha quý vị. Quý vị muốn ăn đúng, quý vị hãy comment dưới, tôi sẽ chỉ cách dùng. Thứ hai là ăn đầy đủ thịt, trứng, cá và nhất là cá hồi, sữa và các loại hạt, trong đó có đậu phụng, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ và không quên bổ sung rau xanh và một ít trái cây. Thứ ba là bổ sung men vi sinh hay còn gọi là probiotic, vừa tốt cho đường ruột, vừa tăng lượng dopamine cho cơ thể. Thứ tư là tập thể dục và nghe nhạc thường xuyên. Thứ năm là ngồi thiền và ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc là bao nhiêu? Thì người ta nghiên cứu rằng 7-9 tiếng mỗi ngày là tốt nhất. Gần đây người ta còn nghiên cứu thêm cà phê in giúp cải thiện dopamine, tuy nhiên chưa được khuyến cáo. Trời ơi là trời, tất cả chúng ta đang sống vào cái thời đại nào rồi mà còn tuyên truyền con chậm nói là do bé chơi với ma hả quý vị? Đầu tiên tôi sẽ nói về bệnh học. Không phải đứa bé nào á nó chậm nói cũng là mắc bệnh tự kỷ nha sư phụ. Việt Nam chúng ta rất là nhiều trẻ chậm nói. Mà không phải Việt Nam, trên thế giới nó cũng rất là nhiều trẻ chậm nói. Nhưng không có nghĩa là nó tự kỷ nha sư phụ. Trẻ chậm nói đơn thuần chỉ là chậm nói thôi, còn lại các cái biểu hiện đều bình thường. Trẻ chậm nói đơn thuần vẫn giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh. Bé vẫn chơi đùa với mọi người xung quanh nè. Bé có thể chỉ tay khi có nhu cầu lấy vật này vật kia. Bé tự kỷ thì không bao giờ có chuyện này. Ánh mắt á, và ngôn ngữ cơ thể đó quý vị, của hai bé nó cũng hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt á, là trẻ chậm nói đơn thuần á, nó ít khi có cái hành vi rập khuôn. Hành vi rập khuôn có nghĩa là sao? Cái là những cái hành vi á, mà ví dụ như á, cái bàn, cái ghế, cái đồ chơi bỏ đâu
là phải bỏ chỗ đó. Và những trẻ mà bị tự kỷ á, quý vị thấy ví dụ như nó chơi cái món đồ nào là nó đi đâu nó cũng sắp theo hết trơn á. Ví dụ như nó cầm cái gối của nó thì nó đi đâu nó cũng đem cái gối. Và thậm chí lâu lâu á, quý vị thấy á, nó ngửi cái gối của nó hoặc là cái đồ chơi của nó, không bao giờ rời cái tay cầm của nó nha quý vị. Bé chậm nói đơn thuần á, nó thường là không có cái biểu hiện này. Nói tóm lại á, trẻ tự kỷ thì nó có biểu hiện chậm nói. Nhưng trẻ chậm nói không có nghĩa là bị bệnh tự kỷ. Xin đừng có quy chụp bậy bạ. Con ta chậm nói, thầy phán cho nó là bị tự kỷ, như vậy đó thầy đang tạo nghiệp. Cái điều thứ hai á, là thầy nói á, là chậm nói là do nó nói chuyện với ma nên không nói chuyện với người. Này là mê tín dị đoan, này là tuyên truyền văn hóa độc hại nha thầy. Thầy có cái bằng chứng nào nói về việc bé tự kỷ là do nói chuyện với ma không? Thầy xô ra đi, tất cả mọi người xem đi. Lúc nào cũng tuyên truyền ma quỷ vong hồn để hù dọa chúng sanh. Và cuối cùng là làm gì? Là giải ma giải vong. Theo tôi á, những trẻ mà bị tự kỷ được giải thích theo á, mà lý luận của ông thầy này á, là nói như vậy nè quý vị. Là do cha mẹ bé cúng dường cái nhà cho cái chùa ra chòi ở. Rồi nắng mùa này nắng nóng quá, rồi không có cái gì nằm treo cái võng nằm, tối thì hát karaoke, đói quá không có gì ăn á, là phải ăn cái con địa long, nên mới bị xàm xàm như vậy. Nó tự kỷ mà nó khôn lắm thầy ơi. Nó đeo đồng hồ Rolex nè, nó có 9 cái tài khoản ngân hàng, nó có 7 chiếc xe các loại khác nhau. Rồi đặc biệt á, nó tự kỷ là do kiếp trước nó rao giảng những điều sàm bậy nên kiếp này nó tưng tưng như vậy đó thầy. Đó, quý vị khán giả cũng vừa nghe bác sĩ giải thích từng phần trong những cái sự việc mà ông Quang chia sẻ về bệnh, rồi nào là về trẻ. Đó, thì quý vị khán giả thấy như thế nào? Bác sĩ nói có hay, có đúng hay không à? Đó, Hiếu rất là đồng tình với những gì mà bác sĩ chia sẻ, rất là chí tình, chí lý ở đây. Đó là cái thông tin có liên quan đến cái việc mà bệnh tình mà ông Quang chia sẻ, cái cách chữa trị và được bác sĩ đáp trả cực gắt, rất là hay đúng không quý vị? Thì cũng rất mong là quý vị khán giả để lại bình luận góp ý có đồng tình với bác sĩ hay không nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đến với cái nội dung thông tin sau đây thì có đệ tử ruột của ông Thích Trân Quang, nhưng mà bây giờ chắc quay xe rồi cho nên là có bài viết như thế này: Quang chọc biếu hiệu trưởng Đại học Luật 3 tỷ, toàn bộ hội đồng chấm cho Quang, mỗi người 500 triệu. Phổ thề có trời vì chính phổ đưa họ, phổ tố sư phụ. Đó, đây là đệ tử ruột của ông Thích Trân Quang, bây giờ mới tiết lộ cái thông tin này, có nghĩa là biếu cho hiệu trưởng Đại học Luật 3 tỷ nè. Rồi toàn bộ hội đồng chấm cho ông Quang á, mà chính đệ tử ruột này tên Phổ thề với trời luôn, vì chính người này đã trực tiếp đưa cho họ, thưa quý vị khán giả. Đó, hôm nay thì chính đệ tử ruột đã tố sư phụ rồi đó thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng ông này dùng tiền để mà có được cái bằng tiến sĩ. Mà cái điều đáng trách ở đây, rất mong là bên phía cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý nghiêm đối với những ai đã nhận tiền của ông Thích Trân Quang để cấp cho ông ấy cái bằng tiến sĩ này, cần phải xử lý thưa vị khán giả. Và đặc biệt đối với bộ phận trường Đại học Luật Hà Nội, nó những người mà có trong cái bộ phận hội đồng chấm thi cho ông Quang á, thì cần phải xử lý nghiêm đó, rồi sau đó là xử lý luôn ông Quang, đúng không à? Đó là những gì mà Hiếu mong mỏi nhất từ bên phía cơ quan chức năng. Còn thêm một đệ tử ruột nữa cũng lên tiếng công khai luôn. Cái người này tên là Thích Khải Tông nha. Thích Khải Tông thì có nói như thế này: khai với cơ quan chức năng là Quang Chọc thuê con làm dùm luận án tiến sĩ 1,5 tỷ và hứa cho con làm chủ trì khi ông Quang viên tịch. Có nghĩa là ông Quang đã dụ dỗ cái người này tên là Thích Khải Tông, nó làm cái luận án dùm cho ổng ha. Ổng cho cái người mà làm luận án cho ổng là Thích Khải Tông là 1,5 tỷ. Còn sau khi mà sư phụ của cái người này là ông Quang mà viên tịch đi á, thì ông Quang sẽ cho cái người này lên làm chức chủ trì chùa, thưa vị khán giả.
đó, hết sức, hết biết nói nổi đúng không ạ? Thì hôm nay đây là những cái thông tin mà được tiết lộ từ những con nhang đệ tử của ông ổng. Trước đây đã ủng hộ ổng nhưng mà bây giờ thì quay xe tố cáo lại ổng luôn. Đã dùng tiền mới có cái bằng tiến sĩ, đã dùng tiền mới có được cái luận án đó để cho ông Quang bảo vệ ở đây thưa vị. Đó thì chúng ta hết biết nói nổi luôn, thì cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xem là những cái thông tin này có thật hay không. Nếu mà thật thì sẽ xử lý nghiêm minh. Thứ nhất là ông Quang, thứ hai là đối với những người mà tham gia để mà cấp cái bằng tiến sĩ cho ông Quang này, vì vật chất, vì tiền hối lộ vân vân các kiểu, thì phải làm cho rõ đúng không quý vị khán giả, để không thì làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ giới trẻ của đất nước mình đó thưa quý vị. Không học mà dùng tiền bỏ ra để có bằng cấp thì không thể nào mà chấp nhận được. Thực lực, thực tài không có thì làm ảnh hưởng đến đất nước rất là nhiều, rất là dữ dội luôn. Và đặc biệt là trong cái vấn đề mà giảng về Phật Pháp mà không có tài, không có lực, không có học hành gì hết mà lên nói ma mị dẫn dắt dư luận những cái câu chuyện tâm linh vân vân, luật nhân quả, thì làm cho hoang mang trong đời sống của mọi người. Thì đây cần phải chấn chỉnh và có cái hướng xử lý triệt để mà răn đe. Đó là nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết có liên quan đến ông Thích Chân Quang này. Thì theo vị khán giả nhận định và góp ý của mình, ý kiến ra sao về cái ông Thích Chân Quang này, thì vị khán giả cũng để lại dưới phần bình luận cho Hiếu biết nhé. Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã bỏ thời gian ra nghe nội dung thông tin hôm nay mà Hiếu chia sẻ. Rất mong là vị khán giả khi xem cũng để lại bình luận, một like, một đăng ký kênh, chia sẻ thông tin hôm nay đến với tất cả mọi người để chúng ta biết về ông Quang này nhiều hơn mà có tiếng nói chung, lên án sàm tăng, kêu gọi cơ quan chức năng xử lý. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Một lần nữa kính chúc tất cả vị khán giả trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo.